Chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với video của chị em nhà Chấp Bị. Hôm nay chủ nhật, trời nắng, ra hai chị em ra ngoài sân chơi một chút, không gà lạnh quá cả nhà ơi. Bữa nay tiết tan hết rồi nè, Chấp Bị không hiểu. Ra ngoài sân là chạy nhảy luôn vậy đó. Chấp Bị, Chấp Bị muốn cái này phải không? Muốn cái này phải không? Cô kia đấy, cô, cô. Mùa đông ở ngoài vườn nè, lá cây được khô héo hết trơn. Đợi tới mùa hè là mình mới trồng rau cải rồi được. Chào bé, ăn gì đó? Ừ? Dạ, ngoài sân dặm cây. Chưa chứ? Hay lạnh nè. Đi, vô nó bánh tét. Mẹ thì có gói mấy đồng bánh tét đem về nhà nấu để ăn Tết cả nhà. Tuần sau là Tết rồi. Tại hồi sáng thì bận không có xuống kịp để quay lúc mẹ gói. Ra giờ quay cho cả nhà mình coi là nấu bánh tét. Bên đây thì mua cũng được nhưng mà nấu ở nhà ăn thì ngon hơn với có cái không khí Tết. Chị bị đi vô này cơ. Đi. Quên sai. Ta ta, đây cả nhà. Đây là bánh tét mẹ gói nè nha. Chị bị xích đi cơ. Giỏi. Đó, bánh tét đậu với chuối. Đó, lòng bánh tét nè. Đẹp không cả nhà, mẹ gói ba thì cuộc đó nha. Không hát gì ngoài chợ người ta bán nè, đẹp nha, hay là đủ size hết. Này nhỏ có, này quá chừng bự rồi. Đó, nhỏ có. Đây là đồng nhỏ nè, đồng bự. Giờ thì đem đi nấu. Chấp Bị thì ngồi dòm. Đó, Chấp Bị. Chấp Bị ăn này được không? Chấp Bị nó ăn, nó thích ăn lắm đó nhà ơi. Đó, tết cho, đã nấu rồi tết cho Chấp Bị ăn nha. Bị chưa ăn không? Ăn này không, đồ ăn của Bì nè, nó cho em mua nè. Thử coi được không? Ừ. Chê hả? Chê rồi, nè ăn thử đi. Chị biết. Nè mua cho Bì nè. Chê cả nhà ơi, để đó ăn hồi nó cũng ăn à. Đó, bây giờ thì lấy thì nấu nha mẹ. Nè, mẹ thì nói là nếp đã xào sẵn rồi. Thành ra mình nấu không khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng là xong. Giờ đó, bỏ vô nồi. Bỏ đồng bự xuống. Liếm cái gì, liếm bàn cái gì, chưa có chín mà liếm cái gì. Chị biết. Bỏ vô cái nha. Mẹ cứ để dấu nè, cái này nè là đòn đậu nè. Đó. Đậu thì có để một cái lá để cho mình biết. Đó. Để vừa cái nồi này luôn. 7 đòn giữa xong. Bây giờ thì chỉ nước thường ở nhà cái nước nóng. Này có lá dứa. Mẹ thì kêu để vô cho nó thơm. Nên cũng có bán lá dứa ở nhà mà đông lạnh nha. Chấm Bị đào nụ. Nè, mày thử đi. Đó. Cái gì cũng thử biết, muốn biết hết trơn nha ơi, nó nhiều chuyện dữ lắm. Xích. Rồi, bỏ vô đây nha. Còn nó dưới cho thơm nha nhà. Sẽ đi bắt đi, để nó nóng vô và bắt bếp nấu. 2 tiếng rưỡi sau, 3 tiếng mình sẽ mở gà. Chị biết. Chị hét. Giỡn. Đấy, cái ngày bây giờ thì đang chế nước nóng ở đây. Nên nó mẹ dặn là ngập cái bánh luôn. Rồi mình bắt lên nồi mình nấu. Ủa bắt lên bếp mình nấu.
Rồi cả nhà thì bắt lên bếp rồi nha. Để bắt đầu nấu thôi, để set giờ 2:30. Chừng nào 2:30 xong sẽ báo cho mình biết để thì lấy gà. Bây giờ mình ngồi đợi thôi. Cho bạn ngồi nè cả nhà. Quý sao chắc bị buồn vậy? Chắc bị mới đi chơi gì mà chắc bị buồn vậy? Bị buồn ngủ phải không? Hai buồn ngủ phải không? Hai pha coi. Rami mát dài nè cả nhà. Đi qua đây cho cả nhà xem bông hoa đào khi mua để trang trí Tết này cả nhà. Hôm nay nó có mấy cái nụ nó nở ra bự rồi nè cả nhà, coi đẹp không? Mua để trang trí cho nó có chút không khí Tết trong nhà thôi. Hy vọng là Tết sẽ nở được ra nghe nha. Ở đây bán một nhánh là 8 đồng. Bữa thì đi mua. Đó, cũng đẹp lắm nha. Nụ nhóc trơn nè. Nụ nhỏ 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 nhóc nè. Đang sắp chuẩn bị ra bông rồi đó. Cái này là ra nè. Đẹp lắm nha. Thì có cành mai. Trang trí chút chút vậy thôi. Này có hai hộp mứt đi mua nè. Mứt này là mứt gừng. Hộp này là 5 đồng. Đây là mứt. Cái này là thèo lèo. Đủ thứ loại. Hộp này bà mua như 6 đồng rưỡi. Để gì thôi trang trí. Với lại tết mình ăn. Mong mai này. Đây thì không có mây thiệt thì mình gắn hoa mây giả tượng trưng cũng đẹp lắm nha. Bên này thì có hai cây mai tứ quý nè, là nó là được 1 năm tuổi rồi đó, mà nó có bao nhiêu đây thôi, nó rất là lâu lớn, mùa hè thì đem ra ngoài, mùa đông thì đem vô, mà nó cũng còn bao nhiêu đây, chưa có thật nhiều. Hay mấy cái bông lan. Rồi này là cái hoa lại. Hoa lại trồng cũng được lớn. Đông nó đem vô thời để ngoài nó chết. Mà cái này thì như nó đang ra bông không coi nè. Biết phải không nữa. Để đây cho nó có nắng. Chị biết. Bên đây thì có mấy cây hoa lan đẹp lắm các nhà ơi. Lan này, cây này á, cây màu tím này thì mới mua, mấy cây này là mua mấy tháng rồi mà nó vẫn còn nở hoa, nó đang rụng từ từ nhưng mà còn nở đẹp lắm. Thì thích chân hoa lan tại nó sống lâu, nó lâu tàn, mình có thể trồng nó lại hoài đó. Rồi gắn mấy bao lì xì lên cho anh vui vui. Chắc bì thì nằm gầu gì thử gì. Chắc biết do you want a treat. Đấy, đó là bí mật nè, chê nè, chê lắm anh ơi, tối ngày kén ăn lắm luôn. Thấy không? Chibi. Hú. Có đá nhà cũng vui mới nhà. Hả? Chơi nó giỡn mình thì đâu như vậy, nó mừng dữ lắm. Thương. Mang cái cái khăn tròn có cái hình trái tim nè, Valentine rồi nữa.
Đang nấu nè nha, cũng gần được gần 1 tiếng rồi. Để bớt lửa xuống nha, sao nhẹ nhẹ. Ok. À, cả nhà bây giờ mình nấu được 1 tiếng rưỡi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ lấy ra để chở bề bánh nha. Thơm này, mùi lá dứa thơm với mùi lá dừa lá chuối á, thơm nguyên nhà luôn. Đó, giờ mình lấy cái này cho mình bỏ xuống rồi hồi mình lấy mấy cái đòn ở trên nó bỏ dưới cho nó chín vậy nó chín đều. Ok, cái đoạn này bự này nha mọi người. Mấy cọng lá dứa. À, đoạn này bự nữa. Mẹ gói mấy đoạn này quá trời bự. Rồi, đây nha. Mấy đoạn này thì bỏ mấy cái đoạn hồi nãy mình để ở trên ở trước. Rồi nấu thêm 1 tiếng nữa. Đợi thêm 1 tiếng nữa nha cả nhà. Nhà đây là nấm khô bên đây người ta tôm khô bên này chợ ta bán nè, con nhỏ xíu à, giờ lên giá tới 28 đồng 1 pound là nửa ký, lúc trước thì con bự bự giờ nhỏ xíu xíu. Mua đỡ chứ sao vậy cả nhà, mua để ăn Tết thôi chứ ngày thường cũng không có ăn nhiều. Sao biết vừa là quả sách. Thả nó ra mà sang chai nha. Thích lắm, chạy vòng 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 vậy đó. Chào cả nhà. Rồi bây giờ nó bánh xong rồi nha, giờ mình lấy ra nha. Thì để cho mẹ nó để tới 3 tiếng luôn cho ở trong chuối nó chín mùi nó đỏ đẹp. Để tắt lửa thì nó ra. Biết không? Để đây cho nó ráo nước rồi sau đó chừng nào nó nguội lại nó dẻo thì sẽ cắt cho cả nhà coi bên trong. Bây giờ cái bánh tét đã nguội rồi nè, giờ thì cắt thử 1 đòn chuối ha, mình coi thử cái trăm bạch hết ha. Chuẩn bị quỷ đi nẻ nha, cắt
Chết lắm nè. Bị đợi đi. Hey, baby, you wait. No, you wait. Come here. Come here, sit. Sit. Ở xuống nha, đi. Ở chút hai cho ăn. Ok. Nụ cái dạo đứa đứt cái mỏ bị giờ đi nè. Này, ngon chưa? Ừ, chú đỡ ghê không? Đó. Nếp là dẻo luôn. Vậy cắt chỉ cắt đòn chuối ăn bây giờ là đậu thì để gần Tết thì mới cắt ăn Tết. Ừ. Để nhà coi. Quá ngon luôn. Bị đang đợi ăn hả? Bị ăn không? Ừ. Hãy cho bị ăn miếng nha. Miếng thôi nha. Ừ. Mà hả? Ok. Ngon mà không được. Cái bị xít đi. Bị xít. À, chắc bị á, hy vọng chắc bị năm mới sẽ chúc cả nhà được một năm mới đầy sức khỏe nè, nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng. Hẹn gặp cả nhà trong video lần sau. Cảm ơn cả nhà đã coi video cả nhà. Chắc bị bye cả nhà đi. Bye. Giỏi. Bye. Xích.